ហាបុកម៉ូតូសេ110បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់រងរបួសបាក់ជើងម្ខាងយុវជនម្នាក់បានរងរបួសបាក់ជើងម្ខាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗគណៈរុគេកំពុងជិះម៉ូតូសេ110បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់រងរបួសបាក់ជើងម្ខាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗគណៈរុគេកំពុងជិះម៉ូតូសេ110បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់រងរបួសបាក់ជើងម្ខាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ
ăn nâng trơ chùm mất phơi lê mà rồi cái sập bay lê bay rồi hà sập rạm bay thất nông sẵn cắt tua xoay bay tìm mùi khám chùm cà môn dùng tâm bật khúc bò rằm biên phí gần lại cắt hết ban ở đơn thà môn bê cắt hết kê ban khơi dù vầy chôn mà nè chi mà tô mạ xe mà rồi đập sáng bích qua khám mái bẹt xa lạ lê phụ nông bình thua đầm ná tam bật đòi phơi lê bê rồi hà sập rạm bay nông tự đau bì lạc cắt khả nạ mọc đo chỉ mời cắt hết sắp tầm miên rực dân mạng lịch sĩ bây ra hai bỏ số bẹt xa lạ lệch nguồn bình bác bó đau bổ ra mặt nhẹ thua đầm ná tam bằng đói play lệch mùa rời cây sập bay nông tự đai phì trường thịt bóng nông lực bường lươn bàn chỗ bốc mặt tô trong phì trùng hiên bình tầm hấn bằng đá ai nhẹ chi mặt tô bọc ba trần thân áo hay kiếp trường nâng mặt tô bọc đá ở bạc khẳng chuyện cao bê cắt hết trường đồng cruốt tại ban rực dân sông cruốt đặc tư một tìm bệnh liên rí ai mở tô nâng rực dân sản đặc cách bàn thuê cả một vẹn dục đại sao túc nơi ạch thị cả thân của ba khăn trường ca mốt đập bây rộng chấm đọc sái nơi về cao chà lúc ai làn tùm nơi phóng à bê giúp cứ bê là có phần nắng ấy bà có phần nắng ấy có đang thả nơi khăn đông phần nâng thả thịt phần nâng miền phần bài chụp buôn gõ đấy là đợt tớ ấy phần ánh ấy đưa nó phần nắng bà với dưỡng phương nát cái phương nào này dưỡng thể đó bây giờ nói đó là lấy phương bài bút được bỏ ăn đó dưỡng trong phần nào cái đó dưỡng thử ao bị chạm lại đây đó bây máu văng tập chắc nát nó còn đợt bây giờ bạn chương về mũi hay luôn ấy đó trộp tiền bà con lỡ miếng cả này cứ thay trả cho mũi tiền hai bây giờ cả này cứ thay trả cho nên cứ